Xin chào các bạn. Thưa các bạn, tại video trước Khang Audio có chia sẻ với các bạn một cái video nói về chơi loa ván hở, những các cái thế mạnh và hạn chế của dòng loa ván hở. Tại video này chúng tôi tiếp tục làm video để giới thiệu cho các bạn là làm thế nào để có được một đôi loa ván hở hay, cách đóng thùng, cách chọn củ loa và cách làm loa trầm để phối ghép thành một hệ thống âm thanh có chất lượng âm thanh là tối ưu. Thưa các bạn, tại video này bên cạnh tôi đây là một đôi loa ván hở mà Khang Audio đang đóng thùng, mẫu thùng kiểu mà Khang gọi là mẫu thùng kim cương, được kết hợp giữa hai loại vật liệu hoàn thiện, đó chính là gỗ óc chó tấm và gỗ nu. Chúng tôi kết hợp cả hai cái phương thức sơn, đó là sơn mờ, bóng mờ và sơn bóng piano, để tạo ra những các cái đặc điểm điển hình và tối ưu về cái không gian của cái đôi loa này. Vậy ngay sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách làm của một cái thùng loa ván hở. Thưa các bạn, là bản thân khi là nói loa ván hở, tức là loa được gá ở trên một tấm ván, và thông thường ấy thì những người chơi audio mà chơi âm thanh với một cái sự khó tính ấy, thì người ta đặt nó vào những cái tấm ván. Quy cách của những cái tấm ván nó chiều ngang khoảng độ từ 65cm đến 80cm, và chiều cao của tấm ván có thể cao từ 1m2 đến 1m6. Và như vậy khi mình để cả một tấm ván lớn trong phòng nghe thì nó không đẹp. Và do vậy mà chúng tôi cũng được đưa giải quyết cái bài toán về việc đặt cho một cái tấm ván rộng như vậy thì vào một cái thùng như thế này. Và khi đặt một cái thùng như này thì nó bản chất thì nó cũng là một cái mẫu loa được hở ra phía sau. Đó. Thế thì khi mà chúng tôi làm một cái mẫu thùng loa như thế này ấy, thì nó sẽ đáp ứng được cái việc là toàn bộ cái âm thanh ở phía trong, đằng sau của cái chiếc loa toàn giải mà chúng tôi đặt ở đây, nó sẽ cộng hưởng, và nó cộng hưởng ở trong cái thùng này, và nó phát thanh vào phía đằng sau tường, sân khấu của các bạn ở nhà, thì và từ đó nó lại phản xạ ngược lại cho cái chỗ người nghe. Và đây là một trong những các cái mẫu thùng loa ván hở mà Khang Audio làm. Đây là mẫu thùng loa này tối ưu được cho cái âm thanh nó phát thanh và nó cộng hưởng với các cái âm thanh được phát ra từ phía sau màng loa, tạo ra được cái âm hình sân khấu rất là đẹp. Và các bạn có cảm nhận được cái thùng này của chúng tôi nó giống như là cái kèn ngược, đúng không? Như một cái phễu ngược. Và cái điều này nó cũng làm cho cái khả năng khuếch đại âm thanh từ cái đằng sau của cái loa toàn giải này, và nó phản xạ lại thông qua được cái hệ thống tường mà chúng tôi để ở sau đây. Cái tường này thì chúng tôi lắp đặt những các cái miếng gỗ để kê đồ, cũng như là tận dụng cái miếng tường gỗ này để làm cái tán âm. Và chính vì điều này nó giúp cho được cái đôi loa này có khả năng phát thanh và tạo ra âm hình sân khấu rất là đẹp. Và đó là kinh nghiệm thứ nhất. Kinh nghiệm thứ hai là cái cách làm thùng loa này thì nó đã tối ưu được cái không gian của một cái tấm ván vốn như ban đầu Khang Audio nói là nó có cái chiều rộng ngang khoảng độ tối đa là 80 và cao 1m2 đến 1m6. Cái thứ hai là nó làm cho chúng ta có một cái không gian về mặt thẩm mỹ, nó giống như những cái đôi loa chơi ở dạng cột như hiện nay. Và khi chúng tôi phối ghép sử dụng các cái củ loa driver ấy, thì trong chơi audio thì những cái nhà nghiên cứu, người ta, những nhà sản xuất, người ta có thể làm ra những cái đôi loa với những các cái kỹ thuật đo đếm thì dòng nào có thể sử dụng làm loa ván hở được. Nhưng bằng cái kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn kinh nghiệm rất là đơn giản như này thôi. Chúng ta hãy chọn những các cái mẫu củ loa toàn giải có cái tần số khoảng độ từ 50Hz đến khoảng độ 10.000Hz, và các bạn phối ghép thêm nó với một cái loa chép giấy. Và những cái loa này hầu hết là những cái dòng loa cổ được sử dụng làm những các cái loa để phục vụ cho việc chiếu phim trong rạp hát, hoặc là mang loa đi di động của những cái hãng như Siemens, Saba, Telefunken, hoặc những đôi loa của chúng tôi ở đây là dòng loa Klang Film của hãng Monokilab của Nga. Và khi mà chúng ta làm được một cái thùng loa như vậy rồi thì chúng ta sẽ phân tần rất là đơn giản. Phân tần cắt cái loa, cắt cái tụ chép, cắt cái tụ 2 mui. Tôi ở đây đang sử dụng một cái tụ 2 mui và một cái cuộn sen.
thì chúng tôi cắt cho cái loa chép như này thì nó đã cho được cái phân tần bậc 1, và chính cái phân tần này thì tạo ra được cái sự tự nhiên của âm thanh và nó không làm cho cái độ nhạy của loa bị giảm, và cái tính chất tự nhiên của âm thanh nó vẫn còn. Nhưng mà cái tần số trầm dưới 50 Hz thì nó lại đang có một vấn đề là nó chưa đáp ứng được. Vì bản thân những cái loa này để có cái tần số trầm mới được hay ấy, là nó khi hoạt động thì nó không đáp ứng được tốt. Và kinh nghiệm của chúng tôi làm để có được cái tiếng trầm sâu hơn, hay hơn, để phục vụ cho việc là nghe được những nhiều bản nhạc, trong đó có những cái bản hòa tấu hoành tráng cũng như là những các cái bản hòa tấu mà có nhiều tần số trầm, thì chúng tôi sử dụng riêng cho nó một cái loa súp. Và cái loa súp này chúng tôi làm ở đây, là chiếc loa súp điện các bạn ạ. Chúng tôi làm đây là chiếc loa súp điện, và chiếc loa súp này nó có một cái đặc điểm rất là hay, là chúng tôi sử dụng một cái mạch khuếch đại. Nó chỉ khuếch đại tần số đến 120 Hz thôi, từ 50 đến 120 Hz, và có một cái volume để chỉnh to nhỏ của cái tần số trầm này. Và cái mạch điện này, mạch công suất này, nó sẽ cung cấp cái nguồn năng lượng cho chiếc loa trầm màng carbon. Và khi chúng tôi phối ghép cái chiếc loa trầm này với cái loa ván hở này thì nó sẽ đáp ứng được cái tần số trầm thấp nhất là đến 40 Hz và giải cao lên đến khoảng độ 16-17.000, thì cái khoảng tần số đấy là nó đáp ứng và nó hoạt động là tốt nhất. Do vậy là nó tạo ra được cái sự đồng pha của âm thanh, nó tạo ra được những cái âm thanh có chất lượng cao, và nó nghe cái nền nhạc nó rất là tĩnh, và tiếng trầm nền nó đón các cái âm trầm ấy cho cái giải cao, nó có cái sức lan tỏa rất là hay. Và thưa các bạn là đó cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn về cái dòng loa ván hở, cách đóng thùng, cách chọn củ loa thì và cách phối ghép với một cái chiếc loa trầm làm loa súp cho nó. Tại video này thì Khang Audio xin dừng lại ở một vài cái chia sẻ kinh nghiệm với các bạn như vậy. Video tới thì Khang Audio sẽ tiếp tục mời các bạn trải nghiệm cách phối ghép, kinh nghiệm phối ghép một cái đôi loa ván hở với những các thiết bị ampli, loại ampli nào cho nó hay, thì Khang Audio rất là mong muốn các bạn tiếp tục theo dõi. Và để có thêm cái trải nghiệm cho các bạn thì ngay sau đây Khang Audio xin mời các bạn nghe một cái trích đoạn trong một cái đĩa nhạc. Mời các bạn nghe một cái đĩa nhạc đồng quê đi, American Country Music, để các bạn thấy là nó chơi nhạc hay thế nào nha. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Vâng, thưa các bạn, cái trích đoạn trong cái bản nhạc Let Me Tender mà Khang Audio vừa mới chia sẻ với các bạn ấy, thì nó rất là đẹp về cái lời hát, một cái dòng nhạc đồng quê. Nó thể hiện rất là rõ ràng, và tiếng trầm nó cũng đẹp.
Vâng, thưa các bạn, trên đây là video mà Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn cách làm một cái thùng loa cho loa ván hở kết hợp với cách làm một cái loa trầm để làm thế nào đó cho cái đôi loa ván hở tối ưu về trung âm, tối ưu khắc phục được những cái tiếng trầm mà nó còn thiếu để có được một cái đôi loa ván hở hay và đẹp. Khang Audio sẽ tiếp tục làm video để chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm để phối ghép cái đôi loa này với dòng ampli nào thì nó sẽ cho được cái âm thanh là hay nhất, và những cái ampli nào ở trên thực tiễn có thể phối hợp được với cái dòng loa này thì Khang Audio sẽ mời các bạn tại video sau. Và rất mong các bạn chia sẻ video cũng như là comment ủng hộ và thêm cái kinh nghiệm trong cái cuộc chơi audio mà Khang Audio rất là ấp ủ và muốn chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm này. Khang Audio xin hẹn các bạn ở video chia sẻ kinh nghiệm phối ghép loa ván hở với ampli để có âm thanh hay nhất tại video sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.